câu cá mà tâm là cái này nè cả nhà. Ngồi nhìn ngắm biết làm thôi, gì. Khủng khiếp luôn chưa? Đợi đợi nó kéo phao nha. Canh còn hơn canh trộm nữa. Nó dị, chụp phao vẫn trốn. À, nó trộm gì nữa thì trộm mồi rồi. Kìa coi kìa coi kìa, lên kìa. Ê ê ê, nhấp nhấp kìa. Canh á. Canh tại phao đi, để nó phao báo người rồi. Cái này đem đó. Để em kéo. Rồi hello cả nhà nha. Thì chào mừng cả nhà đến với kênh Hưng Nam Căn. Thì hôm nay Hưng tiếp tục đi câu cái bãi ở bên cống cây khô nha cả nhà. Thì cái bãi này thì hôm bữa Hưng cũng câu rồi, cá rất là nhiều nha. Thì hôm nay thì Hưng tranh thủ nước nó ương ương á, rồi Hưng tranh thủ câu tiếp. Thì cái bãi này thì cái cống này nó mới làm, lúc trước thì nó đang thi công nên ít có người vô lắm. Tại bây giờ nó thông rồi. Cái này là đường kinh xương cá, mình đi thẳng cái đường xương cá một vô cũng được, còn cái đường trạp cây khô vô cũng được nha. Tại bây giờ nó thông nhau rồi. Rồi bây giờ thì cái bãi này thì rất là đẹp luôn. Mình ngồi ở trên đây cầu rất là êm. Thì bữa nay thì tính đánh cần câu máy, nhưng mà tại đánh cần câu tay nó êm hơn. Tại mình thích cần câu tay á, nên mình chỉ đánh cần câu tay thôi. Bữa nào mà nước nó chảy xiết á, mình không có hồ nào á, mình mới cần câu máy mình ra mình đánh thôi. Rồi bây giờ để mình xuống cần nha cả nhà. Bây giờ để mình chứ tìm quay cái bãi cho cả nhà xem. Đây là cái cống nó mới làm nha cả nhà, cống cây khô. Thì tất cả chỗ này đều câu được nha, cứ ngồi dọc dọc theo mình câu. Ở bên kia có cái eo nữa. Hồi bữa hôm bữa mình câu mình ngồi bên đó dính được con cá chim á, cho nó mát. Ở bên đó thì ngồi nó mát mẻ, nó có cái eo mình câu cũng tiện hơn. Con cá nó ụt rất là nhiều luôn nha cả nhà. Thì cái sông này ngoài này thì huyền thoại luôn, cá rất là nhiều, đủ loại cá luôn, chim cha chép trôi. Rồi cái bãi của mình thì mình ngồi bên đây nha. Đó, đây mình quay cho cả nhà xem. Thì mình ngồi từ hướng này mình ra cần. Nước bữa nay rất là đẹp nha cả nhà. Rồi bây giờ để mình chịu chậu mồi rồi mình sẽ xuống cần nha. Rồi mời cả nhà cùng đón thêm hành trình câu cá của Hưng nha. Cho đỏ luôn. Đâu đưa qua coi bự không? Nhỏ anh nè. Lên trôi luôn. Có rồi. Trời ơi có trôi luôn nha. Ừ, cũng là ăn cái lưỡi bỏ xíu gì đó anh? Tỏi. Tỏi hả? À? Chép trôi ngon rồi. Ê, cái này anh biết gọi là gì không? Ừ? Gọi là hên á. Ăn lên hàng chim luôn. Trời ơi. Đó. Không lên thôi nha, lên là lên chim nha. Hết bớt. Vô. Rồi anh Trung lên nha. Ôi có rồi. Có nhớt xuống gọng luôn. Ôi mẹ nó nuốt luôn tới trong luôn kìa. Để anh để lâu quá. Hồi nãy em nói rồi nó xuống thì xuống. Có hai lưỡi luôn hả? Anh chờ nó. Anh nghiêng qua bên đi để nó táp cái đứt lưỡi. Nó táp đứt á. Có chưa? Có cái gỡ chưa? Đây, lấy cái này gỡ nè. Rồi có cái cây gỡ đưa ảnh đi. Còn không chọt phải có cây chọt á. Cây đó. Chụp dạ? lấy giọt chụp lấy đất còn đây, còn rồi rồi lên luôn để cho lấy bờ luôn. Chịu qua cũng vậy đó, lên tới bờ kìa nó cắn đứt nhảy xong lấy giọt chụp ra được mắt thiệt chứ. Anh ôm lại luôn á. Để em lấy hàng lên hàng cả nhà. Con gì mẹ nữa. Mẹ coi nó gì. Ok. Khoai lang hả? Ngon ngon đó chứ. Khoai lang thả xuống là lụm lúa liền. Khoai lang nãy giờ mới được lụm luôn á. Thả một khác này mới bấm thử khoai lang cả là. Mè đó thì mè với trôi. Mè với trôi là thích chua mà. Chua béo. Là đây, nó quốc đây là được đi xài ké mồi nhà người ta. Xài ké xài ít thôi, xài hết không xài đi mày. Đi dưới chim. Đất lẹ lên bờ. Chim luôn. Đó, lên chim. Này dạ dạ khăn luôn. Đứt luôn. Chim là phải lên bờ nhanh. Không đứt ra. Không đứt hả? Sút hả? Hên à. Chim là bẹp bẹp lại rồi xong. Hên quá, xíu nữa là tiêu rồi. Tí tiêu. Nãy giờ em xả dữ lắm mà, nó ăn tàn rồi đó.
Nãy giờ trộn hai thao toàn xả, giờ còn phân nửa nè. Ê ê giật. Trời ơi xuống phao đẹp vậy luôn. Đốt thuốc rồi. Em đang lấy quay gỡ mấy con trùng. Nhìn đấy. Trời ơi. Trời ơi. Lúc phao. Thế nào cũng ăn nó. Cái đó chưa phải ăn, nó đi ngang qua. Đè dây phải không? Còn lên tim rồi. Thế nào cũng chết mày. Mày quằn hả mày? Ai coi bao nhiêu? 2, 4, 6, 8, 10, 12 cục ngồi trong lại mày không hớp trúng cục nào. Bởi vì thế nào cũng phải lên. Đó, lên. Cái xa lúc chê. Lụm luôn. Mất phao luôn, không giật cây nhỏ. Không giật mình. Thiệt ta giật mình. Kinh cây nhỏ. Mình cứ kêu anh đứng hết rồi. Bởi vậy câu hai cây là giật mình hoài vậy đó. Đứng hình mà. Lên được cái chê nữa cả nhà. Cái cành bự nó cong dữ rồi kìa anh. Xả cái này. Giật mình nó giật cây nhỏ nó cần bự mất tiêu phao. Của em kìa lên tâm hoài luôn, thấy ghét chưa. cái kéo giùm, cái kéo giùm cái cây phao này, cái kéo xuống nữa. Kéo xuống bao nhiêu anh? Hai tấc. Hai phao này, hai tấc. Cầm... Hai phần hai tắt gì dữ vậy? Cái kéo đại xuống cứ kéo từ từ, kéo để nổ luôn. Rồi ok. Vậy đi. Cái kéo hai tắt đi, tại cái phao này nó ok, cảm ơn luôn. Okay, hai tắt nữa thì phao rồi. Hai tắt đi. Bộ đó có vẻ chắc chắn hơn. Chắc. Cái này silicon á, nó cái hoạt chặn á. Tùy size á. Nó lấy cái xe nhỏ mà cho vô cái cước lớn thì thùng nó cứng ngắc kéo không đi á. Em xem mở. Mà là xe chung mà anh toàn xài xe S không ạ? Em xe M á, em xe chung á. Chục, xe chục. Coi kìa, tâm kìa, ghê chưa? Câu cá mà tâm là cả này nè cả nhà. Ngồi nhìn ngắm biết làm. Ôi, gì. Khủng khiếp luôn chưa? Đợi nó kéo phao nha. Canh còn hơn canh trộm nữa. Nó dị, chụp phao dựng trốn. Nó trộm gì nữa thì trộm mồi rồi. Kìa, coi kìa, lên kìa. Ê, nhấp kìa. Canh á. Canh tại phao đi, để nó phao báo người rồi. Cái này để em, đó, để em kéo lại cho nó nhảy. Đánh ti tự nhiên mà coi nó quắn, nó đi tầm cỡ đấy. Ghê thiệt. Mất phao rồi. Ôi, mất phao rồi. Thì dồi á. Cái cục dữ lắm. Ok, lên tim nữa. Khiếp chưa. Con này không biết con gì đây. Con quỷ rồi. Không lên thấy mặt nó là con quỷ rồi, nó khôn quá. Chạy qua chạy lại nhấp thì... Lên chép luôn. Lên chép luôn. Chót vàng đỏ nha, bãi mới mà đỏ là được rồi, đừng có đen được rồi. Đó, lên chép nha cả nhà. Mới lại là lên hàng luôn, ngon lành. Đó vô mẹ mẹ trời ơi ghê thiệt chứ, đang khỏe lắm kìa, có em lên tim nữa kìa. Đâu rồi, gã đâu rồi, nó à. Đó, kìa, chụp lại. Ghê chưa? Đó, vô rộng. Ghê thiệt. Có hàng. Lúc vào. Đi bay thành bà luôn. Con cá mini mà có cái cần bạo lực quá. Nó chưa kịp dậy luôn. Dữ thiệt luôn. Á nghe cả nhà. Dính tàu dừa rồi. Con gì vậy? Ý, mẹ. Mẹ. Giật luôn, hỗ trợ luôn. Rồi lên. Rồi dạ. Rồi gỡ luôn chơi luôn, gỡ chứ. Gọi là tiếp sức đồng đội. Đồng đội bận quá. Bận sự. Bữa giờ thì
mè mè mập mập không bữa à? Giờ rồi, coi nè, quá trời đã nha. Trả lời rồi được. Lên 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 hàng. Con gì? Chê. Đó đó đó, mán luôn. Ủa, cái cậu mày đi ngó ngó. Ngó vô vợ. Hỗ trợ nhiều nha. Vừa thấy xuống là rớt mày liền. Mời nha, mời nha. Có sức. Uống đi, uống uống nước giờ có khác liền. Ngon lành, ngon lành. Cái tội liếc liếc hả mày? Chê chê. Khoái khoái. Khoái khoái. Tội liếc. Thôi nay sáng ổng không lên, bây giờ ổng lên không á. Thấy ổng lên cái giờ. Mình ổng chứ xong. Chép đó nha. Bảo là chép không ta. Lại là chép. Bảo chép nha. Trên lưỡng bánh xe. Trời ơi. Chạy đi. Vớt rồi. Cẩu lên luôn, khỏi giật. Chơi dù mà. Anh phát lên tiếp nha. Nhà bên kia. Rồi cái này là mang tính chất cà khịa nặng luôn. Khịa. Khịa. Đây, hai ông anh câu bên đây nữa nè. Hả? À. Bên bển chưa lên cá mà bên đây lên cá mà khịa quá. Anh này là lên ba con nha, nhưng mà anh khịa quá anh thả không. Hai con đầu phóng sinh chơi. Hai con đầu phóng sinh không à. Vô bọn chạy nữa. Không lại chúng cái này chúng này à chúng nó đẩy cái đuôi cái nó quẩy đuôi chạy đuôi. Ngon ngon lành. Không vô rồi đó, nãy em thấy tim lên nè. Nãy tim mà nãy tim chỗ này nè mà dạ. Nó đi đảo 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 lên tim rồi. Mè dính luôn. Mè dính. Mè dính. Mè dính. Mè dính. Con này to rồi. Con này trọng nè, ngon nè. Đấy, con này ngon nè. Chờ mấy con này không. Trời đó. Nó quá đã luôn nha. Mẹ. Đấy, cái lưỡi này là lưỡi không ngặt, không ngặt nào này, cắn môi nào ta. Mẹ. Không biết môi nào. Không biết môi nào luôn, nhiều mồi quá không biết luôn. Bây giờ lộn luôn rồi. Giờ lộn mồi rồi. Ăn mồi luôn rồi. Giờ cứ mỗi một lưỡi là hai mồi. Mấy con này ăn nó ăn nhẹ không rồi sao. Cứ nhít. Ôi rồi 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 chê. Chê chê chê. Có cá nữa nha, bia đâu nha. Có cá luôn nha. Trời ơi, mắc phao. Giận đâu? Giận. Để em nè. Ngon lành. Để dùng cần, mất công. Đới rồi, dậy. À, vô, khó hả? Vô. Chạy à con. Mày. Nó bảo tháo kiến ra kêu mất phao đâu biết đâu. Không, không lấy đường. Dữ thiệt luôn. Ừ, chê này cũng ngon à, chê vàng 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 nè, lai. Chê đây cũng mập mập không à? Ờ, chê này hay lai lai vàng vàng nè. Mày nó bưởi. Chê cốp phao à? Cốp phao. À, thấy không, nó lựa mấy chỗ lúc mà tháo kiến, tháo đồ ra nó ăn thấy không? Chê này giống thịt chê vàng ta. Ngà ngà à. Rồi đứa, cây dở lưỡi đây. Mút luôn. Rồi, tôm rộng luôn. Chê chê. Chê nó màu vàng vàng đẹp ha. Nó lai lai con thấy lai lai. Nó cũng không phải là chê vàng nhưng mà nó lai rồi. Khủng vô. Cái con chê vàng cái đầu nhỏ. Nhỏ nó không dài. Lên nha, lên nha. Chép hả? Lên lên. Chép ăn mà thi thi. Ê ê ê ê ê ê dướng. Vớt vớt vớt. Vớt nha anh. Lên. Ai về về lên hàng hoài luôn hả? Đó. Ăn khó chịu không? Nửa 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 nắc chứ. Nửa nắc nửa nắc nửa nắc. Nhấp nhấp ổng nói sống hay gì. Không mà cá đây vừa vừa mà nó ăn kéo phê nè. Mập u liu. Ở nước này sâu mà. Dạ, kéo đã lắm. Anh Phong về cũng tiếc đứt ruột. Đang ghiền rồi kêu về rồi. Ôi ôi mập nè. Cái mập cùi luôn. Ôi ôi đã quá. Khảy đi. Vô. Vô gọn. Ngồi bén. Tranh thủ tranh thủ anh chung kỳ. Vô chu kỳ rồi đó. Chết nữa cả nhà ơi. Ồ chắc đẹp luôn. Nhìn chỗ khác lại ăn. Cá thiệt kỳ quá. Ghê thiệt chứ. Cái me đúng không? Me đúng anh luôn. Anh Tranh bả đời không cá gì. Đứng vậy khác là ăn. Cá đúng điếm. Này cá câu mình với mình câu cá gì. Thôi là em nhìn không nhìn nó lo cần luôn. Rất đẹp nha. Rồi, quá ngon. Tiên đi phong sành nữa rồi. Lên chép nữa nè anh ơi. Bữa
nè, cỡ cỡ xong rồi coi coi vậy đó, chết vàng nữa. À cái nhắc cái đít nhìn chỗ khác là ăn. Ừ. Vô ổn rồi. Vô. À chơi chơi kỳ vậy. Nó vô. Chơi kỳ vậy đó. Chứ còn mà nhìn chỗ khác là nó lo mất cái phao. Dở mang thiệt chứ. Rồi bây giờ để đem cá cho anh đem về chứ thường là thả thôi. Cũng bộn á. Đây ướt. Mấy anh chép là hay hay. Chép có được cái chép coi đã rồi. Chép coi là bỏ vô hồ nuôi rồi đó. Đó. Chê rồi chép với chim rồi mè. Nhiều đây cũng đủ bữa cơm mà. Đó. Anh đổ vô bọc luôn. Trôi. 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 Cái cá dẫn mè nhóc luôn. Bên này anh không đụng con mè nào luôn. Anh là mấy chép không, từ đầu đến đuôi anh là chép không á. Anh vô ổ luôn không đó. Chép không anh thả dính ngay ổ chép luôn đó. Chép mập mập ú nu cái bụng trong góc. Sảy hai con rồi có ba con chứ nhỉ. Hai con ba con bông không một con thả hai con em nhảy mày dính vậy. Có mấy con trôi nè. À ăn chép co chép nhỏ có bác không? Bác không thôi chép nhỏ bỏ lại chứ. Gì thả luôn. Chép đó đâu phải coi đâu phải không? Không không, chép đen, chép đen. Chép co bán mì du ti nhiều lắm. Con này bỏ lại, con này. Chim thả luôn con. Chim con. Đó còn con bự. Con chép coi nè, con chép nè, con này trôi hả? Trôi. Trôi lấy không? Thôi. Thả luôn ha. Thả lớn bác. Rồi thả cho. Lớn lắm á. Ừ, con này là mốt là dữ luôn ha. Lưỡi là tương lai nó bự lắm. Ôi lên hàng, lên hàng. Vô bụi ấy, trời dữ vậy. Vô bụi này thôi. Con dướng bụi gì? Ừ, bụi mẹ luôn. Đâu anh cầm đi. Sảy mẹ ơi. Trời ơi sảy luôn hả? Có nãy cương qua đây rồi mới cần. Trời ơi. Sảy luôn rồi. Trời ơi kêu o đã quá trời. Đầu chắc luôn. Trời ơi chạy quá trời chạy luôn. Trời ơi. Bụi này, cương dày rồi nó còn đi vô. Nãy anh định nói em dở thì càng lên anh cho nó chạy ra đó. Trời ơi. Rồi ơi dướng. Uống. Em cầm cái dây cho. Rồi, anh xúc đi. Chắc hơn trời. Thôi còn con chép luôn kìa. Đó, vô. Rồi. Rồi nghỉ luôn nha. Đủ giật sao vậy? Rồi. Rơi cái vợt của em luôn kìa. Ê chết rồi. Giật. Còn cá không? Không biết. Chắc chạy rồi. Chạy rồi. Ủa đứt luôn hả? Rồi luôn vuột luôn. Sức luôn. Ơi. Giật giỡm. Giật giỡm rồi. Rồi cuối ngày cả nhà trễ rồi. Giờ mình về nha. Thì em cuối cùng nè. Mới nãy cá thì cho hết rồi. Đó, em cuối cùng thì được cũng con này cũng trọng nha. Con kia con chép mới nãy thì sảy rồi. Thôi giờ mình phóng sinh luôn. Cho em nó mai mốt trở thành Hugo tương lai. Con này có nửa ký thôi. Rồi thả luôn nha. Rồi Hưng cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cũng cuối ngày rồi. Rồi hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Cả nhà xem video thứ hai nhớ đăng ký like ủng hộ hơn nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà.